Hello cả nhà nha, thì hôm nay em mới sẽ quay review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng Winner ha, về phiên bản 2023, 2024 và phiên bản mới nhất trong tháng 5, tháng 6 này. Đặc biệt cả nhà khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước, em mới sẽ nhận hỗ trợ ngay 2 triệu hoàn xe lại, kèm thêm một combo còn tặng trị giá 3 triệu đồng ha. Áp dụng duy nhất khách hàng có liên hệ đặt lịch trước cho em luyến nhé. Thì đi vào báo giá cho cả nhà, đầu tiên là mẫu Winner bản V3 nha. Em này là phiên bản sơn 3D ha, màu này là màu bạc nhé, bạc đen sơn 3D. Đó, màu sắc rất là đẹp nha. Em này là phiên bản zin có màu bạc, bạc xanh ha. Màu này là màu sơn lên là màu bạc nguyên con luôn ha. Có phiên bản CBS và ABS cho cả nhà mình lựa chọn nhé. Kế tiếp là một vài màu như là em xem màu xanh này. Xanh này là xanh lam nha, xanh mint á. Rồi màu tím xám đen này, màu đỏ. Rất là nhiều màu đẹp nha. Hiện tại thì hỗ trợ là trả trước chỉ cần là 4 triệu đồng thôi là sở hữu xe rồi nhé. Đủ phiên bản V3, V4 luôn. Có sơn độ theo cầu khách hàng, cả nhà mình muốn sơn màu gì cứ liên hệ đặt lịch trước cho em Luyến hoặc là liên hệ qua số Zalo của Luyến là 0346 552 628 để Luyến hỗ trợ sơn độ theo cầu khách hàng nha. Đối với dòng xe Winner hiện tại thì đang hỗ trợ chỉ cần trả trước là 4 triệu thôi là sở hữu xe này. Mức giá thì hiện tại đối với dòng V3 thì từ 35 triệu 900 đến 37 triệu 900 thì phiên bản. Đối với dòng phiên bản V4 thì từ 36 triệu 900 đến 40 triệu 900 thì phiên bản nhé. Trả trước cho Luyến chỉ cần 4 triệu là sở hữu xe. Ngoài ra thì đối với màu zin thì bên Luyến có đủ màu luôn. Cả nhà muốn biết chi tiết về những xe màu zin hoặc là về những em xe màu sơn như thế nào có thể nhắn tin đặt lịch qua số hotline dưới màn hình của Luyến. Nếu có để số dưới màn hình, cả nhà kết bạn nhắn tin qua để Luyến hỗ trợ thân xe. Ngoài ra còn hỗ trợ ship xe toàn quốc nha. Ví dụ mình đi xe đò, xe khách tới cửa hàng thì tới ngay cổng chào khu du lịch Đại Nam hoặc là ngã tư Thợ Sao alo trước cho Luyến có hỗ trợ đón mọi người nữa nhé.